Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu Cervelo. Một thương hiệu rất là nổi tiếng. Chiếc xe này cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Xe thì có size giống ngang là 52 và giống đứng là 48. Xe thì được trang bị bộ group Durac R9100. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989668195 hoặc nhắn tin Zalo cho em. Bác nào ở gần em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng thì có địa chỉ tại cửa hàng xe đạp xe điện Sâm Trang, Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng nằm ngay mặt đường quốc lộ 5, rất là dễ lần. Cửa hàng thì rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bây giờ thì em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở xa không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc. Tất cả các đơn hàng thì em đều bao ship cho các bác và các bác được bóc hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Độ mới thì cũng rất là cao. Xe về như nào thì em cũng trả các bác như vậy. Có bị lỗi hay bị chảy xước gì thì em cũng sẽ quay và báo trong video để cho các bác được rõ. Trước tiên thì em cũng xin phép được đo lại cái phần khung sườn này cho các bác ngắm thực tế luôn ạ. Xe thì có size giống ngang 52. Giống đứng thì em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc yên ạ. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển rất là kỹ lưỡng rồi, cả về hình thức và chất lượng. Nên các bác cứ yên tâm mua hàng. Khi các bác mua hàng thì em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe khi ở bên Nhật. Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng. Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn xách tay từ Nhật về các bác nhé. Vành là vành Durac, đồng bộ nguyên bản theo xe luôn ạ, rất là xịn sò. Tem mác thì vẫn còn đầy đủ. Lốp là lốp Victoria 700x25C. Đấy các bác nhìn nào, rất là đẹp đấy ạ. Trục Durac đồng bộ và nguyên bản theo xe các bác nhé. Shimano R9100 rất là xịn sò. Em sẽ quay xuống cái phần gầm xe để cho các bác nhìn xem có bị chề xước gì không. Mới thì rất là cao. Tem mác đầy đủ, không bị chảy xước gì đâu các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng, chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Gọng nước theo xe các bác nhé. Khung sườn thì rất là bóng, màu sơn thì rất là đẹp. Em chưa thấy có gân gận chảy xước nào nhé. Rất là xịn sò đấy ạ. Trục trước, trục Durac đồng bộ vào nguyên bản theo xe. Đấy, các bác nhìn rất là đẹp. Và em cũng báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Giá của chiếc xe này là rơi vào khoảng 82 triệu và cửa hàng em thì có bao ship cho các bác nhé. Rất là xịn sò luôn. Đầu xe thì cũng rất là mới, rất là bóng. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe ạ. Tay phanh Durac đồng bộ nguyên bản theo xe, rất là xịn sò đấy ạ. Cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau, hàng về liên tục. Bác nào mà thích cái dòng xe nào, size số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng. Cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn, phù hợp nhất với các bác ạ.
khung sườn, đằng trước, đằng sau, mặt trái, mặt phải đều chưa thấy một gân gợn chảy xước nào nhé các bác. Mà thì rất là bóng các bạn, bóng có thể xoay gương được đấy ạ. Rất là xịn sò luôn. Đùi đĩa thì đu rắc đồng bộ và nguyên bản cho xe. Độ mới rất là cao. Có hai tầng đĩa, tầng ngoài là 52 răng và tầng trong là 36 răng. Đấy, các bác nhìn độ mới rất là cao nhé. Đề líp đu lắc đồng bộ và nguyên bản theo xe. Cũng rất là mới các bác nhé. Em sẽ quay thật chậm và thật chi tiết để cho các bác cùng tham khảo ạ. Rất là xịn sò. Yên cũng còn rất chi là mới các bác nhá. Không bị rách hay bị chảy xước gì đâu ạ. Phanh sau đu rắc đồng bộ và nguyên bản theo xe. Phanh cũng rất là mới các bác nhá. Đấy, các bác nhìn không, không có vết chảy xước gì đâu ạ. Độ mới rất là cao, rất là bóng. Đầu cũng đầu của hãng luôn. Cervelo. Rất là xịn sò ạ. Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc Cervelo, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Xe thì được trang bị bộ group Durac R9100. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng, chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.